Chào các bạn, trong video này hãy cùng mình tìm hiểu xem hoàn tiền mắc Lazada là gì và cách sử dụng hoàn tiền mắc Lazada nhé Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hoàn tiền mắc Lazada là gì Nói một cách đơn giản, hoàn tiền mắc trên Lazada là một chương trình khuyến mại được Lazada tung ra nhằm khuyến khích người mua hàng, mua hàng để tích lũy tiền hoàn Sau đó sử dụng số tiền được hoàn cho những lần mua sắm tiếp theo vậy thì hoàn tiền mắc Lazada hoạt động ra sao về cơ bản cách hoàn tiền mắc hoạt động như sau đầu tiên người mua sẽ thu thập vào chờ hoàn tiền mắc sau đó người mua sẽ mua những sản phẩm có logo hoàn tiền mắc để được áp dụng vào chờ hoàn tiền mắc khi bạn nhận được đơn hàng có áp dụng vào chờ hoàn tiền mắc thành công thì số dư hoàn tiền mắc sẽ được kích hoạt lúc này bạn có thể sử dụng số dư hoàn tiền để giảm giá cho những lần mua hàng sau đó nhìn chung hoàn tiền mắc Lazada rất giống với chương trình mã hoàn su ở trên Shopee sau đây thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng hoàn tiền mắc trên app Lazada để bạn dễ hình dung nhé. Đầu tiên, các bạn hãy mở app Lazada lên. À, tại trang chủ của app Lazada, các bạn tìm đến mục hoàn tiền mắc và bấm chọn vào mục hoàn tiền mắc. Hệ thống nó sẽ mở ra trang để các bạn thu thập voucher hoàn tiền mắc. Bây giờ các bạn kéo xuống phía dưới này ạ, tìm đến khu vực thu thập voucher hoàn tiền mắc và các bạn bấm thu thập ở trên banner để cho voucher vào trong ví voucher của các bạn các bạn hãy bấm thu thập hết tất cả những cái voucher mà các bạn nhìn thấy ở đây nhé ví dụ như ở đây thì mình còn một voucher hoàn 10 tối đa 300k cho đơn từ 99k mình sẽ bấm thu thập ạ sau khi thu thập thành công thì nó sẽ báo như thế này bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bước tiếp theo đó chính là mua sản phẩm có nhãn hoàn tiền mắc để chọn được sản phẩm có nhãn hoàn tuyến mắc ấy, thì các bạn có thể tìm tại cái trang hoàn tiền mắc mà mình vừa mở ra ở trên trang chủ của app Lazada hoặc các bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở trên Lazada. Các bạn gõ tên sản phẩm các bạn muốn mua vào, ví dụ như là mình muốn mua tài nhiệt gaming chẳng hạn. Bây giờ hệ thống nó sẽ hiển thị ra danh sách những cái sản phẩm là tài nhiệt gaming để cho bạn lựa chọn. Những sản phẩm nào mà có logo hoàn tiền mắc như các bạn đang nhìn thấy trên hình sẽ có thể áp dụng được vào chờ hoàn tiền mắc ngoài ra các bạn có thể sử dụng bộ lọc nằm ở góc trên cùng bên tay phải màn hình của các bạn để lọc ra những sản phẩm có áp dụng hoàn tiền mắc và phù hợp với cái từ khóa mà các bạn đưa vào đó, các bạn chọn vào lọc này sau đó các bạn chọn vào hoàn tiền ạ sau khi chọn hoàn tiền xong thì các bạn nhấn vào nút hoàn thành bây giờ hệ thống nó sẽ chỉ hiển thị những sản phẩm là tản nhiệt gaming có hỗ trợ vào chờ hoàn tiền mắc đó các bạn kéo ạ toàn bộ những sản phẩm ở đây đều có logo hoàn tiền mắc hết nhiệm vụ bây giờ là các bạn sẽ chọn lựa những cái sản phẩm mà các bạn muốn mua vào trong giỏ hàng lưu ý với các bạn một điều rằng là trong cùng một đơn hàng các bạn có thể chọn cả sản phẩm có logo hoàn tiền mắc và không có logo hoàn tiền mắc hệ thống nó sẽ tự động áp dụng cái vào trò hoàn tiền mắc cho những cái sản phẩm có logo thôi còn những sản phẩm không có logo nó sẽ không áp dụng ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn một sản phẩm có logo hoàn tiền mắc này thêm vào giỏ hàng ạ à tiếp đến mình sẽ chọn một sản phẩm không có logo hoàn tiền mắc đấy thêm vào giỏ hàng tiếp chọn phân loại rồi sau khi chọn xong những cái sản phẩm mà các bạn muốn mua vào giỏ hàng rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua bước tiếp theo đó chính là đặt những cái đơn hàng có áp dụng vào chờ hoàn tiền mắc để được hoàn tiền rồi bây giờ chúng ta sẽ vào giỏ hàng ạ các bạn hãy tích chọn những cái sản phẩm mà các bạn muốn mua ví dụ như ở đây thì mình sẽ tích chọn hai sản phẩm một sản phẩm có giá 55.000 nghìn không hỗ trợ vào trò hoàn tiền mắt và một sản phẩm có giá 253.000 có hỗ trợ vào trò hoàn tiền mắc chọn xong sản phẩm rồi thì chúng ta bấm một nút thanh toán vào trò hoàn tiền mắc sẽ tự động được áp dụng khi mà sản phẩm của các bạn thỏa mãn điều kiện và đơn hàng của các bạn thỏa mãn giá trị tối thiểu của vào ví dụ như ở đây là mình đã được áp dụng vào chờ hoàn 10% cho đơn từ 99k tối đa 300k nếu như mà mình không muốn sử dụng cái voucher 10% này thì mình có thể chọn những cái voucher 6% này, sau đó nhấn nút xác nhận ở đây thì hệ thống nó cũng tự động áp dụng cho mình. À, các bạn à, mua cái đơn hàng giá trị càng cao thì cái số tiền mà các bạn được hoàn lại sẽ càng lớn. À, ngoài ra thì voucher hoàn tiền Max cũng có thể áp dụng với rất nhiều loại voucher khác nhau, ví dụ như là áp dụng với voucher nhà bán hàng ở đây ạ. Hay là áp dụng với voucher từ Lazada này, hoặc là áp dụng với voucher từ đối tác thanh toán tuy nhiên thì ở đây ấy, cái số dư ví Zalo Pay của mình không đủ cho nên là nó không thể áp dụng được cái voucher từ đối tác thanh toán nhưng mà nếu mà số dư ví của mình đủ thì nó sẽ tự động áp dụng các voucher từ đối tác thanh toán tiếp đến các bạn có thể sử dụng Lazada SU ví dụ như là ở đây thì hệ thống nó tự động áp dụng cho mình ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái số dư hoàn tiền hiện có của các bạn để kiểm tra số dư hoàn tiền hiện có thì các bạn hãy nhấn vào nút dấu hỏi này ạ ở đây là mình đang có 1.800 đồng số dư hoàn tiền hiện có Ờ để sử dụng số dư hoàn tiền định có thì chúng ta có thể tích vào đây. đây. hệ thống nó cũng tự động dùng cái số dư hoàn tiền này luôn và cuối cùng đó chính là các bạn có thể áp dụng cái voucher free ship đến từ Lazada ở đây thì mình đang được áp dụng voucher free ship 15k rồi sau khi kiểm tra lại toàn bộ các thông tin cũng như là các voucher đã được áp dụng nếu bạn cảm thấy đơn hàng này đã thỏa mãn nhu cầu của bạn rồi thì bạn nhấn vào nút đặt hàng để tiến hành đặt đơn hàng có áp dụng voucher hoàn tiền mắc nhé khi nó báo như này tức là bạn đã đặt hàng thành công bây giờ chúng ta có thể quay trở lại cái trang hoàn tiền mắc để kiểm tra cái số dư đang chờ ví dụ như ở đây ấy là mình đang có chờ 25.180 đồng ở đây là khi nào mình nhận hàng thành công cái đơn hàng mà mình vừa đặt thì cái số dư đang chờ này nó sẽ chuyển thành số dư hoàn tiền hiện có và mình có thể sử dụng được cái số dư hoàn tiền hiện có đấy cho những cái lần mua hàng tiếp theo lưu ý là cái số dư hoàn tiền hiện có này nó sẽ có hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn hàng của bạn chuyển sang trạng thái đã nhận hàng thành công khi mà số dư hoàn tiền hiện có của bạn lớn hơn 0 đồng thì bạn có thể sử dụng nó để giảm giá trực tiếp vào các đơn hàng mà bạn mua trên Lazada. Ví dụ như ở đây, mình sẽ đặt thử một đơn hàng để cho các bạn quan sát. Tại bước đặt hàng cuối cùng, ấy, các bạn có thể tích chọn sử dụng số dư hoàn tiền. Đấy, ví dụ như đây, mình tích chọn vào là chúng ta sẽ sử dụng 1.800 đồng số dư hoàn tiền hiện có vào cái đơn hàng này để giảm giá trực tiếp vào đơn hàng. Còn nếu các bạn không muốn sử dụng thì các bạn tắt nó đi. Đấy, nó cũng tương tự như cái phần bên trên mà mình vừa trình bày thôi. Chẳng qua đây là mình nói lại để cho các bạn dễ hình dung hơn thôi về cái cách sử dụng cái số dư hoàn tiền hiện có. Khi sử dụng số dư hoàn tiền hiện có thì mình có một vài lưu ý với các bạn như sau. Thứ nhất là bạn sẽ được giảm tối đa 50% tổng giá trị đơn hàng không gồm phí vận chuyển và mức giảm tối đa là 100k. Ở mỗi ngày bạn sẽ được giảm tối đa 500k bằng cách sử dụng số dư hoàn tiền hiện có và mỗi tháng các bạn sẽ giảm được tối đa 1,5 triệu. Và cuối cùng là chỉ cần số dư hoàn tiền hiện có của bạn lớn hơn không đồng thì bạn sẽ được sử dụng nó để giảm giá cho các đơn hàng ở trên Lazada. Bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số mẹo để được hoàn tiền nhiều nhất khi mà tham gia cái chương trình hoàn tiền mắc trên Lazada. Đầu tiên, đó chính là các bạn hãy ưu tiên mua những sản phẩm có logo hoàn tiền mắc. Thứ hai là các bạn hãy chịu khó gom sản phẩm, gom đơn hàng của người thân, bạn bè à, mua trên cái tài khoản các bạn để có thể tăng cái số dư hoàn tiền lên nhiều nhất có thể. Tiếp đến là các bạn hãy tích cực thu thập voucher hoàn tiền mắc, đặc biệt là các mã hoàn tiền gấp đôi, ví dụ như là 12% hoặc là 10% như trong video này thì những cái mã ngày thường ấy, thì nó chỉ có vào hoàn tiền mắc 6% thôi nhưng trong những cái dịp siêu lớn và đặc biệt là cho vào thứ sáu hàng tuần thì sẽ có vào chờ hoàn tiền mắc 12% hoặc là 10% và cuối cùng là các bạn hãy theo dõi blog giảm giá.vn để nhận được thông tin khuyến mãi Lazada sớm nhất và chính xác nhất. Như vậy là trong video này mình đã chia sẻ với các bạn khái niệm về chương trình hoàn tiền mắc trên Lazada cũng như là cái cách sử dụng hoàn tiền mắc Lazada rồi nếu bạn có bất kể thắc mắc gì thì đừng ngần ngại hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video này mình sẽ giải đáp ngay khi có thể nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại